cái huyện nào hết. Hôm nay lại không có, còn đâu là phải về đông cao đây. Khoai này khoai mật, khoai này đắt tiền, bình thường chị có dám ăn đâu, hôm nay mới ăn đấy. Ăn nhanh, đi ra cái chỗ bến xe kia xem có bán được cái nào không. Về lấy tiền đóng gạo cho em, ăn đi. Ngon không? Ủa kìa, xe đỗ rồi, đi ra bán đi, tranh thủ xem có bán được cái gì không. Cái huyện nào hết. Hôm nay lại không có, còn đâu là phải về đông cao đây. Sao lại ở đây mình thích lên ý. Bán được bao nhiêu là sách báo. Hôm nay có nhiều tiền rồi. Hôm nay mình không phải để bụng đói nữa. Bây giờ để một đồng này đi mua củ khoai ăn mới được. Nhưng mình kiểm khoai quá. Từ lấy giờ chưa bán được một chuyện nào. Trời thì sắp tối rồi, đói bụng quá. Thế không có tiền thì sao mà về mua gạo để đông gạo cho các em nữa. Ngày hôm nay bán được nhiều quá. Ui, khoai thơm thế. Ơ, sao thế em, Sushi? Hôm nay có bán được nhiều không? Ôi, em không bán được à? Hôm nay chị bán được nhiều chưa này? Ôi, em còn nguyên à? Trời ơi, em ăn chưa? Em chưa có cái gì hết. Nếu mà không có tiền thì làm sao mà em mua gạo rồi để đông gạo cho các em của em. Khoai thì chị thơm thế. Mình thích ăn khoai thế tự nhiên lại bảo thế. Cho em một miếng. Ăn đi, thế ngày mai không bán được cái gì à? Mà mẹ em đang ốm đúng không? Hôm nay không đi làm được đúng không? Hôm nay chị bán được 5 đồng. Thôi, chị cho tập cẩm tạng 2 đồng về đông gạo cho mẹ nhá. Rồi hôm nào bán được nhớ trả chị nhá. Ừ thôi ăn tạm đi không tí ra đằng. Sao củ khoai thì màu cam thế. Ừ. Trước em mua khoai nó vàng lắm. Ôi khoai này khoai mật, khoai này đắt tiền. Bình thường chị có dám ăn đâu, hôm nay mới ăn đấy. Ăn nhanh, tí ra cái chỗ bến xe kia xem có bán được cái nào không. Về lấy tiền đóng gạo cho em, ăn đi. Ngon không? Ủa kìa, xe đỗ rồi, đi ra bán đi, tranh thủ xem có bán được cái gì không. Mùa đông đến lá rụng quá, mưa xong một cái là bao nhiêu là lá cây này. Mà con bé này mãi chưa đi học vậy. Chào con đi học về rồi hả? Vâng ạ. Hôm nay con đi học có học được bài gì mới không? Con học bài là Thầy Cho Mình Lắm thế à? Hát đi bà múa phù họa cho được không? Bà ơi bà chứ yêu bà lắm. Bác bà chẳng ở đất như ai. Cháu yêu bà cho lắm bàn tay. Khi cháu vào người cháu yêu bà múa. Ôi hay thế. Bây giờ hai bà cháu mình hát lại một lần nữa nhá. Lúc nào còn nắm tay nè. Bà cháu mình nắm tay bà được không? Bà cháu mình cùng múa luôn. Bà ơi bà cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng có trắng như mây. Cháu yêu bà cháu lắm bàn tay. Khi cháu vẫn cháu biết bà vui. Cháu bà giỏi quá. Nào đi vào đây bà nấu cơm cho em nha. Ơi cái sân cho bà nấu ăn đi. Úi giỏi quá. Nào đưa cặp bà cầm vào nhà trước cho nha. Quét ở thế để khoát sân xong rồi cho thùng rác cho bà nhá. Ngoan lắm. Thôi bà đi nấu cơm đi. Ở cửa hàng của Nhật đằng kia đấy, đẹp cực kỳ luôn. À, em đã mua cái đấy, mua bóng cho mẹ rồi. Đúng không? Đó chứ em mua ở đấy đúng không? Đúng rồi. Ngồi đây. Bán đấy. Ừ, ở đấy bán nhiều lắm. Chị ở đấy, chị có thấy không? Có, em ơi, đây nhá. Cái này em biết nó như nào không? Ở trong này là có bóng này. Và ở đây có hai cái van này. Mình thổi xong rồi, mình nắp nó vào. Thì nó sẽ bay được như quả này. Đây này, các em nhìn này. Đấy, các em thấy không? Cái nhỏ đi. Ai em ơi, các em nhìn nhá. Đây nhá. Ở đây là có những chiếc cánh này, bọn chị sẽ phải lắp thành chiếc cánh này. Xong sau đấy mình cho cái đầu vào quả bóng này, mình thổi quả bóng lên này. Xong mình lắp cái cánh vào này, mình thả ra này, nó sẽ bay. Đúng không? Gì nữa, chờ anh tay thổi nhá. À, vậy là chúng ta có 5 bước phải làm thì quả bóng của chúng ta mới có thể bay được em ạ. Bây giờ chị với bạn Sơn làm thử nhá. Bọn chị vừa mới mua chơi, chưa chơi lần nào luôn. Nên bây giờ bọn chị sẽ phải thử luôn. À, để chị bắt nhá. Em bắt được mà. Từ từ để chị tìm đầu cho em bình tĩnh. Làm gì mà cứ có đồ chơi mới để bạn Sơn của chúng ta à. Cứ mềm mẩn mẩn mê đấy. Đấy em biết bóc rồi. Chị còn xé mềm mà. Em ơi, các em nhìn nhá. Wow, ở đây là có cánh này các em này. Cho em lắp nha chị. Đây là cái cánh này. Đây là cái cánh này các em này. À, cho em lắp. Đây là hai quả bóng này. Đấy. Ơ, cánh kia đâu? Đây còn cánh nữa. Đây. Có 4 cái cánh tất cả các em ạ. 3 cái. Ủa, có 3 cái thôi. Còn đây là cái đầu này. Đây là cái để lắp vào cái cánh vào này. Các em nhìn nhá.
Bây giờ chị sẽ lấy thử một quả bóng. À, chúng ta phải lắp cánh vào nhau đã. Đúng rồi, bạn Su lắp đi. Em nhìn bạn Su sẽ lắp tất cả những cái cánh vào nhá. Wow, chị không ngờ là cái cánh của nó to như này. Chị cho xem vào trong cái hướng dẫn. Chị tưởng cái cánh của nó bé, không phải là cái cánh rất là to luôn. Một bạn, ốp, sao lỏng thế? Đây chị giúp. Đây này, em ơi, ở đây nó có một cái khứa này. Đấy, chúng ta sẽ phải đưa vào đúng cái lỗ này. Biết. Đấy, bạn Su của chúng ta chưa kịp nhìn mà đã làm rồi. Đấy, đúng rồi. Còn đây các em nhìn nhá, chị sẽ phải cho cái này vào đây. Và chị sẽ phải có nhiệm vụ thổi quả bóng lên. Bạn Su có thổi được không hay chị thổi? Ôi trời, như thế này thổi thế. Thổi á? Ơ, em ơi, hay chưa? Cái cánh này không những biết bay mà còn biết kêu như cái còi luôn. Bây giờ chị sẽ thử thổi cái này nhá. Cái này thổi rất là khó đấy. Đây, chị sẽ phải xoắn lại thì chị mới có thể đưa cái này vào được, đúng không? À, chị biết rồi, có khi là không khí vào ấy thì cái quạt của chúng ta sẽ kêu. Bây giờ chị thả thử nhá. Các em mới nhìn này. Ủa, sao không bay vậy? Wow, bay rồi. Bây giờ chị biết cách rồi em ơi. Đấy là lần đầu chị với bạn Su chị biết cách rồi. Lần này chị sẽ biết cách. Đây nhá, bây giờ em thử. Chờ đi, chờ đi. Bây giờ chị biết cách rồi, chị sẽ phải cổ từ từ để chị thổi cái này. Xong cái sao em thổi nhá. Thổi thật to nhá. Ừ, thổi thật to mà. Để bay nhỏ kia. Ừ. Chị thả nhá. Đây, chị cho Su cầm. Đây, Su cầm vào đây. Su cầm vào đây. Su cầm vào quả bóng rồi, bây giờ thả nhá. Các em ơi, các em nhìn nhá. Bây giờ chị với bạn Su sẽ làm lại lần nữa nhé. Chúng ta đứng lên chơi đi. Yeah yeah. Để chị thổi quả này nữa. Chị em mình phải thả hai quả. Để chị tháo nhá. Đây em thổi đi. Các em ơi, bây giờ để cho bạn Su thổi nhá. Bạn Su của chúng ta rất thích thổi luôn. Chị thấy trò này hay lắm nhá. Thế ở đây. Chị sẽ thổi kèn. À, hóa ra khi mà quả bóng bay lên, kèn nó sẽ kêu đúng không? Đấy nhá. Bay á, sao? Không bị sao đâu, bởi vì nó rất là nó rất là chắc, không thổi được đâu. Để chị thổi cho em cầm ấy. Ủa, chị rất thật sợ nổi bóng lên là chị không dám thổi to các em ạ. Bây giờ chị cho vào. Bà Su nhá, bây giờ con mẹ em phải tung lên cao nhá. 1, 2, 3. Wow, này kìa rồi. Chạy. Cái này hay lắm, chị thích cái này đấy. Chờ tiếp không, chờ tiếp không, chờ tiếp không. À, bây giờ chị cho thay quả màu xanh nhá. Chị thích màu xanh cơ. Em thì cũng thích màu xanh. Yeah. Chị thấy trò này hay cực. Chị không ngờ mà chị lại mua được một cái trò chơi hay như này đấy. Đây, Su bấm đây. Bạn Su không thổi được lên à, chị sẽ lại thổi tiếp cho bạn Su nhé. Đây, thử em chỉ cần tung cao. Vừa lấy cho em lắm à. Không phải đâu, chị thổi cái này ấy. Một. Nào, khoan nhé, bạn Su phải tung lên thì nó lại... Đấy, còi kêu đấy các em. Một. Chị em mình mua một quả bóng thật là to vào ấy. Nhờ thì thổi nó mới được lâu. Đúng không? Hay là chị bây giờ chị chạy ra chị lấy quả bóng to nhá. Đấy thì em thổi cái này đi. Em thổi cái này đi, đợi chị một lát. Con em không thổi nữa bạn. Đây là cái còi. Em ơi, chị vừa đi mua được quả bóng to chưa? Bây giờ chị sẽ thổi quả này to chắc chắn là. Nhưng mà quan trọng là nó có vừa cái này không ấy. Chị chỉ sợ có không vừa không. Hay là mình phải cho cả lên nhá. Ừ, thử cho cả lên xem có được không. Chị nghĩ không được. Ồ, được ấy. Được các em ơi. Một ý kiến của bạn Su rất là hay. Bây giờ chị thổi thử nhá. Ôi, con này cho nó được bay được cao. Nhưng mà chị vẫn sợ lắm các em ạ. Quả này hai chị em mình thao một đuổi quả bóng này luôn. Một, hai. Bởi vì là bọn chị mới mua cái này chơi lần đầu nên bọn chị không biết. Là một, hai. Yeah. Ôi, nó bay ra trên này. Thấy chưa, quả to quay được hơn đúng không? Em bị chém tay. Ôi, bị chém vào tay à, đau không? Không. Đúng rồi, cái này nó chỉ là nhựa thôi các em. Lại một lần nữa nhé. Đây là chị thì sao? Ừ, chị thì sao? Cái này á, chị sẽ phải... Hay là chị lên nhỏ ai quay hộ ông chứ?
chị đã giãn hết mắt lại để có thể thổi được quả bóng to nhất. Xua, quả này à chắc nó sẽ phải bay rất cao. Nào bạn Xu, chị với Xu cùng nhau thả nhá. Nặng quá nó không bay được. Các ơi, bây giờ chị sẽ thổi vừa thôi. Các em ơi, dù quả to nó sẽ bay được lâu hơn nhưng mà nó nặng quá nên là nó không thể bay cao được. Bây giờ chị và bạn Du lại cho quả bé thôi. Cho quả bé nó bay cao như thế. Chị ấy cứu người ta quá. Ừ, cứu quả đấy to quá. Wow, chị thổi hết cỡ rồi. Có những bạn không sợ thì các bạn sẽ thổi được to hơn đấy. Nhưng mà chị thì chắc là chị được thế đó. Nào Su, cho lần cuối chúng mình về đó. Bây giờ chị bạn Su sẽ tung lại quả này nhá, vừa thổi à. 1, 2, 3. À đúng rồi các em ơi, bây giờ chị mới phát hiện ra một điều. Mình thổi càng to nó sẽ không bao giờ bay cao được. Bây giờ chị chỉ thổi một quả thật nhỏ thôi, không có bay nữa. Vừa chị thổi nhỏ tầm như này là nó bay cao. Chị thổi to hết cỡ nó không bay cao. Nào Su nhìn này. 1, 2, 3. Em thấy chưa? Quả này mình không được thổi cao, thổi to các em nhé. Vậy là quả to không có tác dụng thì chúng mình chỉ thổi bé thôi. Thì nó sẽ bay lên rất là cao đúng không nhỉ? Yeah. Xít nữa thì bay lên trên trời. Xít nó bay lên trên trời, lần cuối thôi nhá. Vâng. Su cứ đợi trời mãi em ạ. Mà không phải bạn Su đâu, chị cũng thích cái trò này lắm. Bởi vì ngày xưa bọn chị không có cái trò này để mà chơi đâu nhé. Em thích thế ạ. Em một lần nữa thôi nhá. Dạ. Nó hơi bị nhiều một lần rồi đấy. Lần cuối cùng hứa nhá. Hứa đi. Cầm xuống. Yeah. Được rồi, một lần cuối cùng. Yeah, em cầm cánh đi, em thổi cánh đi. Thế này thôi em ạ, thế này nó mới bay được cao. Nhỏ thì nó bay được cao. Nó bay là xuống gì đó. Mà rất thú vị. Khi mà nó bay lên cao xong bay nhỏ nó càng cao hơn nữa, xong bắt đầu nó rơi xuống nó vẫn còn quay đúng không? Không là chị nó tôi đi về. Không đi về, đi về học bài, đi về học bài. Học bài xong đi bơi. Được, học bài xong mình lại chơi tiếp. Về đi. Yeah yeah, về thôi. Hôm nay chơi thế thôi, hôm nay chơi nhiều. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe.